Nhằm tối ưu hiệu quả khám chữa bệnh, đáp ứng tối đa sự hài lòng của người bệnh, một trong những lĩnh vực được Bệnh viện Gia An 115 ưu tiên là tăng cường tận dụng các nền tảng công nghệ để mạnh chuyển đổi số. Mới đây, Bệnh viện Gia An 115 đã hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và quy trình thực hiện chính thức sử dụng và lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử EMR để phục vụ công tác khám chữa bệnh, trở thành bệnh viện tư nhân đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh triển khai thành công bệnh án điện tử. Với một cái hệ thống thiết bị kết nối với internet thì bác sĩ từ xa thì bác sĩ có thể xem được toàn bộ cái hệ thống thông tin của bệnh nhân. Với vấn đề thứ hai là bác sĩ có thể ký số. Hiện nay ở quy trình giấy như thế nào thì ở trên quy trình ký số giống như vậy. Cái thứ hai nữa là hệ thống bảo mật cho phép là tất cả các dữ liệu lưu trữ đều được mã hóa an toàn. Cái thứ ba nữa là về cái việc truy cập, hệ thống bảo mật cho phép xác định danh tính người truy cập đồng thời phân quyền về việc truy cập dữ liệu. Thứ tư nữa là về cái phòng chống rủi ro thì hệ thống của chúng tôi là có hệ thống backup dữ liệu đồng thời sao lưu và chống truy cập. Trước đó, Bệnh viện Gia An 115 cũng đã sử dụng phần mềm hệ thống thông tin bệnh viện SIS để phục vụ công tác lưu trữ thông tin người bệnh. Việc triển khai bệnh án điện tử vì vậy được xem như một bước tiến mới của bệnh viện, giúp các bác sĩ thuận lợi hơn trong việc ghi nhận hồ sơ người bệnh và ra các y lệnh điều trị.